Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Hào và Mix It Up. Hôm nay Hào sẽ hướng dẫn mọi người một gin cocktail rất là phổ biến và có cũng rất là từ lâu đời rồi. Nhưng mà hình như là vào thời này thì không có được mọi người biết đến cho lắm. Nhưng mà nó nằm trong một trong những gin classic cocktail được mang tên là Gimlet. Cũng như những classic cocktail khác thì Gimlet ra đời với một hành trình rất là thú vị. Vào năm 1953, trong một cái cuốn tiểu thuyết thì Gimlet được nhắc đến với một cái câu slogan là một cái perfect Gimlet chỉ cần nửa rose lime và nửa gin sẽ tạo ra một cái mùi hương rất là đặc biệt và thú vị. Thì từ lúc đó thì Gimlet trở nên rất là phổ biến trên toàn nước Mỹ. Trước 1953 đó thì Gimlet đã được phục vụ cho những cái người sailor, có nghĩa là những người thủy thủ của hoàng gia Anh. Và một điều đặc biệt trong cái thành phần của Gimlet thì có rose lime. Lime có nghĩa là chanh của mình đó các bạn, là cái này đây. Thì rose lime là cái cách mà người ta ướp cái chanh đó với đường và để lâu, giống như là mình làm chanh muối á, thì chanh của mình với muối đúng không? Thì rose lime á là chanh với đường, thì giữ cho cái chanh được lâu hơn. Thì khi mà mình ướp như vậy đó thì những cái tinh chất của trái chanh, như là từ vỏ chanh cho đến là những cái tép chanh á, nó sẽ ra được một cái mùi hương rất là thú vị và đặc trưng. Và thời đại tiên tiến ngày nay thì có những nhà sản xuất rose lime nhưng mà nó lại không ra được cái hương vị tinh khiết tự nhiên, bởi vì họ đã bỏ vào những cái chất bảo quản. Nên là cái công thức mà họ chuẩn bị giới thiệu với tất cả các bạn đây đó là làm từ chanh tự nhiên và từ đường của mình, nên là cái hương vị và cái mùi đặc trưng của nó sẽ tốt hơn. Và cũng là một cái công thức mà hiện tại những cái bartender đang làm. Một điều nữa đó là đây là một cocktail rất là dễ làm. Nếu như mà bạn nào mà là tín đồ của gin á thì bạn có thể làm cái cocktail này ở nhà rất là dễ dàng. Và một điều thú vị hơn nữa thì cocktail này là một trong những cocktail summer mà họ đang bữa giờ thì họ đã suy nghĩ coi là mình có nên làm cocktail nào đó để cho summer hay không. Thì vô tình hôm nay nhà họ có rất là nhiều like mà họ lại rất yêu thích gin nữa. Và những thành phần mà chúng ta cần để làm cho một cái gin Gimlet rất là ngon thì rất là đơn giản, đó chỉ là gin nè, mình cần lime và nước đường đó thì Hào đã làm sẵn rồi. Thì các bạn nhớ là công thức nước đường sẽ là tỷ lệ là 1:1. Thì ví dụ như là bạn để là 100g đường thì bạn sẽ để là 100g nước. Nhưng mà nhớ là để hai cái tách biệt với nhau, sau đó rồi đổ vào và trộn lượng. Đừng có để là một lớp đường rồi bạn đổ một lớp nước lên nữa trong một cái cup để mà trong một cái lon để mà đo lường đó, thì vô tình nếu mà bạn để nước sôi vào trước á thì nó sẽ bị hòa tan nước đường và cái tỷ lệ nó sẽ không có đồng đều như là mình để 1:1 rồi mình đổ vào với nhau. Ok, và bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người cách làm Gimlet nhé, rất là dễ dàng và rất là ngon. Xuất phát của Gimlet là làm từ gin, nhưng mà nếu như mà bạn nào mà không thích gin á mà bạn thích làm vodka thì bạn vẫn có thể làm vodka nhé. Và Gimlet là shaken cocktail nên chúng ta sẽ cần shaker nhé. Taking off, 'cause I'm all I got. And when I'm in my head, I lift it up instead. We gotta beat the game. Where my girls at tonight? Learning to trust ourselves, 'cause we are schooling life. We gotta beat the game. Where my girls at tonight? Learning to trust ourselves. That's all. Và mình cũng không quên là chuẩn bị một cái ly martini đã làm lạnh sẵn. Và đối với lại shaken cocktail thì các bạn không quên là double strength nhé. Và phần garnish thì Gimlet sẽ được garnish với lại một cái lime wedge, có nghĩa là một cái miếng chanh. Bây giờ mình sẽ cắt cái miếng chanh
đắm lên cái ly. Và chúng ta đã có Gimlet với lại gin nha các bạn. Giờ mình sẽ thử nè. Trước tiên thì Hào sẽ ngửi được cái mùi chanh, cái vị chanh rất là nồng. Sau đó là mùi gin, tại vì nếu như các bạn nhớ những một cái tập mà họ nói về gin á, thì gin là được làm từ các loại thảo mộc và những cái loại vỏ cam quýt chanh. Có những cái nhà sản xuất có họ làm gin á, họ bỏ rất là nhiều vỏ cam, vỏ chanh vào trong đó, thì khi mà bạn thử và bạn làm cocktail với lại gin á, thì nó sẽ là một cái phần lợi với một cái sự cộng hưởng của chanh và những cái loại hương vị thảo mộc cũng như là vỏ cam quýt đó. Rất là ngon luôn á. Nhưng mà những bạn nào mà yêu thích gin á và chanh, nó giống như là nước chanh của mình nhớ các bạn, nhưng mà có chút rượu ở trong đó, nhưng mà với cái vị của rượu gin trong này á thì nó cộng hưởng thêm cái vị thảo mộc. Một điều nữa đó là Gimlet á, như bạn nào mà thích chua hơn á thì bạn có thể sử dụng miếng chanh này bạn nặng vào trong này thì nó sẽ làm chua hơn. Nhưng mà với lại cái ratio mà cái thành phần mà Hào đã gửi đi cho các bạn thì là nửa chanh và nửa đường đó, thì nó sẽ hòa đều và cái vị rất là đều. Qua đây đó, nếu như bạn nào mà đang trong tình trạng là diet, tức là bạn không có thích uống đường á, thì bạn có thể để những cái loại đường ăn kiêng đó, thì nó vẫn sẽ ngọt, vẫn sẽ ngon nha các bạn. Cái loại gin họ làm á là loại local gin ở bên này, nên là cái hương vị của nó cũng rất là normal, là rất là bình thường của gin. Nếu như bạn nào mà thích gin á thì Hào khuyến khích các bạn nên làm với lại Tanqueray gin. Hào sẽ để cái hình của Tanqueray nhé. Thì trong Tanqueray đó thì cái đặc tính của Tanqueray là nó có cái hương vị chanh và cái hương vị gọi là citrus và nồng, nên khi mà làm vô cái Gimlet đó nó sẽ có cái sự cộng hưởng rất là cao. Ok, vậy là sứ mệnh làm Gimlet của Hào hướng dẫn tất cả mọi người cũng đã hết rồi. Nếu như bạn nào ở nhà đó, bạn có gin, bạn có chanh, thì tại sao bạn không thử làm cái Gimlet này? Nếu bạn không có martini glass thì bạn có thể để những cái ly bình thường cũng được. Và nếu bạn có thích uống thêm đá thì bạn có thể bỏ thêm đá vào nhé. Và nếu như mà bạn làm thử rồi, bạn biết Gimlet hoặc là có những ý kiến nào khác, bạn nhớ để lại những comment cho Hào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào và Mix It Up. Đừng quên like, share, ủng hộ và để lại những comment cho Hào nhé. Bye bye.